qua rất là áp lực và tâm lý nhân vật của Sỏi rất là nặng, vì Sỏi là một người mà bị câm điếc, là không nói không gì hết, là chỉ diễn tả bằng ánh mắt và cảm xúc nội tâm để cho mọi người nhìn qua mắt của mình cũng như là cái khuôn mặt của mình thôi. Thì đấy là một điều mà Yến cảm thấy là cực kỳ khó đối với bộ phim này. Chúng ta nhận một nhân vật Quỳnh thì một cái vai vô cùng khó khăn. Trước tới giờ đứng tham gia một người được tôn trọng và cũng là một trên sát nhanh máu lạnh, và Tướng phải diễn được tất cả mọi thứ, hỉ nộ ai ố, làm sao cho người ta tin tưởng mình rồi. Đôi khi có những cảnh rất là khó khăn về tâm lý. Đừng bao giờ vượt qua.